Xin chào các độc giả của The Influencer, mình là Phương Si, chào đón các bạn đến với triển lãm bản thể. Phương Si đã làm trang điểm được 15 năm, thì trong quá trình mà mình làm việc và mình sáng tạo thì những cái công việc hàng ngày nó đã giúp mình có những cái ý tưởng tích góp vào trong cái triển lãm này. Thì cái hành trình để mà làm nghệ thuật thì nó cũng đơn giản thôi, nó chỉ gọi là mình lấy ý tưởng từ trong cuộc sống, lấy ý tưởng từ những người xung quanh mình và ngay chính bản thân mình, thì mình sẽ có những cái điều mới mẻ trong việc mà mình sáng tạo ra. Bản thân mình cũng đã rất là thích những cái gì liên quan đến phụ nữ, những ý tưởng làm đẹp và những cái mà để nói lên được cái sự tự tin của người phụ nữ và những cái vẻ đẹp mang dấu ấn đặc trưng của từng người một. Tiến đến cái triển lãm bản thể thì cái dự án này mà mình lại muốn dùng những cái kỹ thuật cao hơn trong trang điểm, kỹ thuật về live sculpting, tức là lấy dấu trực tiếp từ trên người bạn, lấy bản sao. Thì cái việc mà mình dùng kỹ thuật để mà mình tạo ra được một cái hình hài nào đó thì nó là nằm ở trong, như là mình đang kiểu dạng như là mình cứ mỗi một lần là mình sẽ lên một cái level khác, mình làm một cái mới, tự mình khám phá ra cái mới, thì cái đấy là cái mà để dẫn đến cái con đường này, là mình luôn thay đổi và mình muốn thử sức với các cái mới. Thực ra cái việc mà mình mơ mộng cũng rất là nhiều, mình rất là có nhiều ý tưởng, nhưng mà để thực hiện hóa nó thì đòi hỏi là cả những cái về mặt kỷ luật ở trong đấy là phải rất là khắt khe với chính bản thân mình trước đã. Để mình khi mà mình làm là mình sẽ phải kiểm soát được những cái giống như là cái bất lợi này, kiểm soát được những cái mà xảy ra trong quá trình mà mình thực hiện dự án, thì cái đấy là mình sẽ phải có bao nhiêu phần trăm để mà mình chắc chắn được là cái dự án này nó sẽ diễn ra. Và cái thời gian là cái mà áp lực nhất trong làm triển lãm cho cả ekip. Bởi vì trong có 2 tháng thôi để sản xuất ra cái tư liệu của 21 nhân vật này, và nó để ra được, hình thành được đến đây này, thì tất cả mọi người trong ekip như là Phương Si thì chịu áp lực về mặt thời gian rất lớn. Nhưng cái đó nó cũng là một cái để mọi người level up ấy, giống như là một cái mà để trải nghiệm. Vì thực ra là bản thân như Phương Si là một người làm mọi thứ đều rất là nhanh, ngay kể cả khi mình làm một dự án nào đấy trong một buổi là có thể chụp được tầm 10 đến 20 người, nhưng mà nó vẫn có một cái kết quả tốt nhất, mình vẫn kiểm soát được cái kết quả đó. Có lẽ cái đấy nó là thuộc về kinh nghiệm trong quá trình mà mình nuôi dưỡng và mình trau dồi nó. Thì vì là có những cái dự án trước đấy rồi, mang tính hình ảnh rồi, bây giờ là mình làm một cái nó lớn hơn và nó quy tụ nhiều thứ hơn, thì thực ra là không phải một đùng một phát là có cái triển lãm này ngay, mà trước đấy là mình đã hình thành và mình đã nghiên cứu rất là kỹ về quy trình làm việc, về cách làm việc, rồi là những cái rủi ro, những cái mà mình có thể xoay chuyển được nhanh nhất trong quá trình mà mình làm sản xuất. Thì đấy có nghĩa là kiểu mình cần phải tích lũy. Công việc nào thì cũng thế thôi, cũng sẽ cần phải thời gian với cả kiểu sự nghiên cứu và trau dồi rất kỹ. Thì cái đấy nó cũng là một cái mà có thể là mình sẽ phải âm thầm, mình là nó không thể nào mà bùng nổ ngay được, nhưng mà nó sẽ phải âm thầm và nó sẽ làm cho mình có nhiều kinh nghiệm hơn. Thực ra nếu mà để nói về mặt cảm xúc thì cái ngày mà sản xuất xong cho đến bây giờ thì nó có một cảm xúc là cảm xúc trống rỗng. Cảm xúc trống rỗng bởi vì là đã được trút hết ra rồi, đã trút hết toàn bộ những cái tâm tư, nỗi niềm, rồi là những thứ mà mình đến tại thời điểm này là mình đã hoàn thành nó rồi. Thì đấy là một cái cảm giác cuối cùng. Nếu mà lát em vào xem thì ở trong cái phần video có một cái cảnh về cảnh phông ấy, có một cái ghế duy nhất thôi. Thì lúc đấy là bên phía video có yêu cầu là có một cái cảnh để mà nghệ sĩ nói chuyện, nhưng mà thực sự là lúc đấy là không có gì để nói, giống như cả mình được trút hết ra thì thuyết phục để bên đấy có thể hiểu được là đây là những cái gì mà mình muốn truyền tải. Kể cả cái tên bản thể cũng vậy, bản thể khi mà bạn tìm về chính bạn nó cũng sẽ không là gì cả, hoặc cũng có thể là rất nhiều thứ. Đấy là cái mà ý niệm mà đến
mình giống như là kiểu mình được trải qua nó và mình nói về nó như vậy. Thực ra phụ nữ luôn là một chủ đề từ trước đến nay mà Phương Si quan tâm. Thì cái việc mà phụ nữ thì luôn có nhiều câu chuyện, và mỗi một phụ nữ lại là một cái bản thể độc tôn ấy. Không ai giống ai cả. Nó là một chủ đề mà rất là nhiều loại hình nghệ thuật khai thác, bất kể một thời kỳ nào, một thế giới nào đi chăng nữa thì phụ nữ vẫn luôn là một thứ mà được nhiều người nhắc đến nhất. Thì cái câu chuyện là tại sao lại là phụ nữ mà không phải là một giới tính khác, thì có thể là mình chưa đi được đến đấy, mình chưa có thứ, chưa có thể là mình chưa đủ thời gian và như thế nào, nhưng mà hy vọng là sau này khi có cơ duyên thì mình sẽ có những khía cạnh khác. Thật ra thì các cái ý đồ, ý niệm trong khi mà xây dựng từ nội dung cho đến triển lãm thì nó đi theo một cái đúng một đường vòng, thì nó cũng là một cái câu chuyện rất là dài. Giống như một đời một người, khi bạn có tính nữ, bạn trưởng thành cho đến lúc bạn quay về với bên trong mình, thì cái đường lối đi của triển lãm trên trên cái con đường đi đấy thì bạn sẽ nhìn thấy rất là nhiều góc khác nhau để nhìn vào một con người, một cái bản thể. Nếu mà ở một đứng ở góc này bạn với một độ cao khác thì bạn sẽ nhìn thấy ở một cái khía cạnh khác, một cái bản thể khác. Trẻ nhất là 18, 19 tuổi là bạn Phượng Anh, bạn rất là trong suốt và thuần khiết. Thì khi mà Phương Si có ý định là chỉ làm một cái gương mặt không thôi, nó không có các cái lớp. Tiếp theo là các cái độ tuổi về 20 đến 30 tuổi là độ tuổi nở hoa, độ tuổi con gái mới lớn. Thì bạn Ân là một biểu tượng của sự nhiệt huyết đó, của tuổi trẻ, làm e ấp đôi bàn tay che ngực, chưa sâu ra một cái gì cả. Họ mới bắt đầu có một cái hào hứng trong cái cuộc sống, chưa có nhiều trải nghiệm. Tiếp theo là giai đoạn nở hoa của Cai Tì cho đến Heli, rồi giai đoạn rực lửa của Thảo Nhi Lê, là đều là những cái độ tuổi mà mình đã ý định nhắm đến cái nhân vật đó để thể hiện ra được cái câu chuyện của quãng đời của một người. Đi sâu vào bên trong thì sẽ có những nhân vật lớn tuổi hơn, độ tuổi từ 30 đến 45, 50. Thì lúc này sẽ có nhiều lớp cắt hơn về câu chuyện, về nội tâm, về cuộc sống, về gia đình. Có những người thì có hai ba bản thể khác nhau trong câu chuyện họ chia sẻ, thì lúc đó cái chất liệu cũng được phong phú hơn. Chất liệu về gốm, chất liệu về resin. Thì lúc này là giai đoạn phụ nữ sẽ có cái dấu ấn mạnh nhất, không bị ảnh hưởng bởi một ai cả. Sau rồi những người nữ doanh nhân họ rất mạnh mẽ, rồi đến bàn tay của mẹ chị là người nội trợ, thì cái chất liệu thể hiện lại là chất liệu mạ chrome, nó rất bóng bẩy, nó rất sắt đá, giống như kiểu mình làm nội trợ nhưng mà đôi bàn tay đấy là quan trọng, rất quan trọng luôn. Xong đi tiếp theo nữa là đến giai đoạn 60, 70 tuổi đến 90 tuổi, thì giai đoạn đó họ trở về cái bản ngã, cái gốc. Thì cái đôi tay bằng gỗ của bà nội chị là thứ mà tự nhiên nhất, thuần khiết nhất. Vì bà nội chị là một người ăn chay trường 20 mấy năm nay rồi, thì cái câu chuyện của bà nội chị là cái mà chị muốn, chị nghĩ đến đầu tiên khi mà chị chọn nhân vật. Tại vì khi mà mình lên một cái ý tưởng và mình đi một cái chuỗi như vậy thì mình đã nhắm đến những nhân vật nào rồi. Chị tại sao không phải là bà nội chị, mà người mà rất là truyền cảm hứng. Vì bà nội ăn chay, đi lễ chùa, bà nội sống một cuộc sống rất là của mình, không bị ảnh hưởng bởi ai. Đấy, thì lúc đấy mình mới có những cái mà kiểu mình nhìn nhận trong cuộc sống của chính mình ấy. Thì đôi bàn tay đấy của bà là thể hiện được cái việc mà một đời người họ sẽ quay về đến cái điểm mà bắt đầu. Bất kể giới tính nào cũng vậy thôi. Trong triển lãm mình có một bạn đồng giới, thì bạn ấy mang một hình hài người nam, nhưng tâm hồn là người con gái, rất là nhẹ nhàng. Rất là nhẹ nhàng đến lúc mà mình là đàn bà, mình còn bảo sao lại nhẹ nhàng thế. Là kiểu mình cũng cứ luôn cảm thấy tính nữ rất là mạnh để thu hút được những người khác. Thì cái này nó nói về tính nữ nhiều hơn. Phụ nữ thì nó là một cái định nghĩa thôi, nên nói sâu hơn là về tính nữ, về những cái tính nữ quyền, tính giống như kiểu tính nữ theo kiểu mềm mại, nhẹ nhàng. Nó có rất là nhiều cảm xúc ở trong đấy.
đã nói đến phụ nữ là nói về cảm xúc mà. Mà cảm xúc thì luôn biến đổi đúng không? Và mỗi người sẽ mang một cái cảm xúc khác nhau. Chị nghĩ là chị biết ơn về tất cả các mối quan hệ của chị trong quá trình mà mình sống và làm việc. Để triển lãm này được hình thành như thế này là tất cả những cái mối quan hệ từ trước đến giờ mà mình gìn giữ được. Và mình cũng có những mối quan hệ mình mới biết đến. Nhưng mà chị nghĩ là những cái mà mình sống và mình làm việc là thứ mà giàu có nhất. Tức là các cái mối quan hệ mà mình có được để mọi người hỗ trợ và support cho mình trong việc làm này, là người ta tin tưởng mình, người ta giống như là mình có một cái niềm tin nữa dành cho mọi người, và mọi người cũng có một niềm tin dành cho mình. Thì đó là thứ mà mình cảm thấy là mình trân quý nhất.